Thưa quý vị, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 104.000 hecta trồng trọt, trong đó khoảng 25.000 hecta trồng cây hàng năm, 79.000 hecta trồng cây lâu năm. Tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt toàn tỉnh năm 2022 ước đạt gần 6.400 tỷ đồng, chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp toàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng 9 tháng năm 2022 đạt hơn 3% so với cùng kỳ. Trên địa bàn tỉnh có 8 vùng trồng và 2 vùng đóng gói đã được Cục Bảo vệ Thực vật cấp mã xuất khẩu đi các thị trường Hoa Kỳ, Úc, EU, Trung Quốc, gồm sản phẩm nhãn, chuối, bưởi hữu cơ, 434 cơ sở trồng trọt công nghệ cao. Một số công nghệ đang được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao như nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm nước, kết hợp, điều tiết dinh dưỡng tự động, cảm biến nhiệt độ độ ẩm, phun thuốc bảo vệ thực vật, rải phân bằng máy bay không người lái. Nhằm kết nối xúc tiến tiêu thụ nông sản cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với cơ quan phía Nam, Hội Làm vườn Việt Nam và Hiệp hội Rau quả Việt Nam tổ chức hội nghị kết nối sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản. Hội nghị có sự tham gia của Hiệp hội và đại diện của hơn 60 doanh nghiệp hợp tác xã trong tỉnh, hơn 20 doanh nghiệp hợp tác xã đến từ các tỉnh thành phía Nam. Những năm gần đây, ngành nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu đã phối hợp với các ngành chức năng tập trung tuyên truyền quảng bá và đưa nông sản của tỉnh từng bước tiếp cận các thị trường ngoại tỉnh. Trên địa bàn tỉnh cũng đã hình thành được các vùng sản xuất liên kết như hồ tiêu, rau, lúa gạo. Một số sản phẩm như hồ tiêu, cacao, cà phê, nhào bước đầu tiếp cận các thị trường xuất khẩu. Chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều cái biện pháp liên quan như là quảng bá trên các cái nền tảng về sàn thương mại điện tử. Và trong đó có hai sàn về Postmart, Bò Sò thì cũng đã đưa được những cái sản phẩm về ô cớp và những cái sản phẩm mà được chứng nhận an toàn thực phẩm để làm sao mà bà con để tiếp cận được trên cái nền tảng số, rồi những cái doanh nghiệp cũng kết nối được để quảng bá tiêu thụ được sản phẩm cho bà con trong cái thời gian qua, đặc biệt là những cái thời gian trong cái mùa dịch Covid vừa rồi. Đến nay trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp đã và đang thực hiện liên kết với các hợp tác xã và nông dân trong sản xuất tiêu thụ theo chuỗi trên một số loại cây trồng, hồ tiêu, lúa, cacao, rau các loại, cây ăn quả, cây dược liệu với tổng diện tích trên 16.300 hecta. Các nông hộ tham gia mô hình được cam kết bao tiêu sản phẩm và hỗ trợ tư vấn kỹ thuật nên yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. Tại hội nghị kết nối sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản, các doanh nghiệp hợp tác xã trong và ngoài tỉnh đã cùng nhau chia sẻ về các giải pháp kết nối tiêu thụ, kinh nghiệm trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng an toàn. Thì doanh nghiệp đến đây với mong muốn là tìm kiếm thêm những đối tác mới, những vùng nguyên liệu mới để mà hợp tác. Thứ nhất là đưa nông sản của Việt Nam đi ra ngoài. Thứ hai nữa là có thể kết nối để thúc đẩy cái việc tiêu thụ trong nước cho bà con mình. Mong muốn làm sao có những cái cuộc kết nối như vậy nữa để rồi tất cả không phải những riêng mình mà tất cả những các doanh nghiệp trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình được giao lưu học hỏi và rút kinh nghiệm cùng nhau đưa những cái sản phẩm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng vươn xa và phát triển kinh tế ngày càng tốt hơn. Qua đây thì cũng xin cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện để chúng tôi đến với cái hội nghị ngày hôm nay, tức là họ được học hỏi rất là nhiều và được giới thiệu cái sản phẩm của mình đến cho mọi người. Tôi mong muốn là trong tương lai thì tôi cũng sẽ được tạo cái điều kiện để cho mình quảng bá sản phẩm của mình rộng rãi hơn. Các doanh nghiệp hợp tác xã cũng đã trưng bày giới thiệu các sản phẩm, giao lưu và ký kết tiêu thụ sản phẩm tại hội nghị.